Trần Phong trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật buổi tối. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và chương trình tin cập nhật tối ngày hôm nay Phong thâu trước 2 tiếng đồng hồ là bởi vì không có làm live à, Ngày hôm nay thì có khách trong nhà do đó thì à, cho phép Phong được à, thâu trước và gửi đến quý vị phần tin cập nhật Nên không làm live và đọc comment cáo lỗi cùng tất cả khán giả Và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay Đầu tiên là tin ở à, Afghanistan Taliban cho biết có một vụ nổ ở tại một đền thờ Hồi giáo khiến cho một người bị thiệt mạng và 7 người khác bị thương tin từ kabul cho biết một vụ nổ đã diễn ra ngay trước cửa đền của một đền thờ nằm phía bắc của afghanistan khiến cho một người đã bị thiệt mạng bảy người khác bị thương trong ngày cầu nguyện ngày thứ sáu chế độ của taliban cho biết như trên phát ngôn viên của taliban là ba Mohammed sawari nằm ngay tỉnh Bashkir ở phía bắc của afghanistan cho biết vụ nổ này vẫn đang được điều tra và vẫn chưa biết có nhóm nào nhận trách nhiệm hay không vẫn chưa có nhóm nào lên tiếng. Tuy nhiên thì nhóm Hồi giáo ISIS đã có cái tầm hoạt động tại khu vực này và thường xuyên có những cuộc tấn công tương tự. Phía Saudi cho biết các người bị thương đã được chuyển tới bệnh viện ở gần đó và đã được cấp cứu. Trong khi đó vụ nổ này đã khiến cho hàng chục cái người khác đã phải sợ hãi và nằm rạp xuống đường trong lúc mà có cái buổi cầu nguyện ngày thứ sáu. Đó là bản tin đầu tiên liên quan tới tình hình của Afghanistan và cũng trong ngày hôm nay thì phía Liên Hợp quốc báo cáo cho biết là ký giả và công dân Afghanistan đã bị bắt giữ tại Kabul, ít nhất là có một người Hoa Kỳ nằm trong đó. Bản tin mới nhất cho biết là một cặp ký giả nằm trong nhóm người đã bị bắt giữ bởi chế độ Taliban, trong đó bao gồm luôn cả công dân Hoa Kỳ. Theo tường trình của hàng loạt các cái cơ giới truyền thông đưa ra ngày hôm nay thứ sáu Cá Quỹ cáo Quỹ Tị nạn Liên Hiệp Quốc tức là UN Refugee cho biết rằng là ít nhất có hai ký giả đã tháp tùng cùng với tổ chức này đã bị bắt giữ tại kabul và một số một công dân Afghanistan, những người làm việc chung cho tổ chức liên hiệp quốc này chúng tôi đã cố gắng để mà giải quyết tình trạng và với lại phía họ tuy nhiên chúng tôi vẫn không có thể phát biểu điều gì trong tình trạng bây giờ nhóm uh, cao quỹ Liên đại liên Hợp quốc đã cho biết như trên hai ký giả bị bắt giữ trong tuần này là một ký giả của anh và cùng với lại một uh, phóng viên ảnh người Ái Nhi Lan theo tường trình của tàu Wall Street Journal. Trong khi đó thì tàu New York Times cho biết là Andrew not một công dân quanh anh và là cựu là, à, là ký giả của đài BBC, cũng như là một cựu ký giả có tên là Peter Novano, à, người đã điều hành một cái uh, guest house ở tại Kabul cũng đã bị bắt giữ. Đây là tin mới nhất. Và cũng một lượt trong ngày hôm nay thì phía của Liên Hợp Quốc báo cáo là phía của Taliban ngay lập tức đã trả lời, đã trả tự do cho cả hai người này bao gồm cả ký giả ngoại quốc. Tin từ Kabul cho biết là chính quyền Taliban ngay sau vài giờ đồng hồ bắt giữ thì họ đã trả tự do cho hai ký giả ngoại quốc làm việc với lại cơ quan tị nạn của Liên Hiệp Quốc. Trong đó là họ hỗ trợ cho người dân Afghanistan từ đây cũng như một số những viên chức của cao ủy Liên Hiệp Quốc đặt cách về tị nạn mà người Afghanistan theo tường trình của cao quỹ tị nạn Liên Hợp Quốc cho biết sau vài giờ họ đã bị bắt giữ ngay tại thủ đô Kabul. Loan báo này được đưa ra sau khi mà chính quyền Taliban, người đặc trách về vấn đề văn hóa và thông tin, tức là Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Thông tin có tên là Zabuhula Mujahid cho biết rằng là họ bắt giữ bởi vì họ không có tài liệu đầy đủ để xác nhận thân phận của những người này là nhân viên của cao quỹ tị nạn Liên Hợp Quốc và Mujahid cho biết họ đã đã trả tự do ngay sau khi mà thân phận của những người này được xác nhận. Chúng tôi đã xác nhận và trả tự do cho hai ký giả tại Kabul làm việc chung với cao quỹ tị nạn Liên Quốc và các công dân Afghanistan làm việc chung với họ. Một trong những phát ngôn nhân của tổ chức của phía Taliban đã cho biết như trên và chúng tôi đã có sự lo ngại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc để hỗ trợ cho những người tị nạn tại đây. Hiện nay thì phía của Afghanistan đang có khoảng 23 triệu người đang lâm vào nạn đói. Trong đó thì phía ông Joe Biden trong ngày hôm nay dự tính sẽ ký ra một cái ngơ, một cái xác lệnh và tháo khoán 3.5 tỷ Mỹ Kim trong tổng số 7 tỷ Mỹ Kim à, nằm trong cái tài khoản dành cho Afghanistan bị đóng băng tại Hoa Kỳ để hỗ trợ cho những nạn nhân bị bị đói ở Afghanistan và số tiền 3.5 tỷ Mỹ Kim còn lại sẽ hỗ trợ cho những gia đình nạn nhân của vụ khủng bố 911. Đây là cái ngân quỹ gồm 7 tỷ Mỹ Kim vốn là dành cho chính quyền của Afghanistan để tái xây dựng quốc gia của họ. Tuy nhiên, chính quyền này đã bị sụp đổ sau khi mà Taliban chiếm toàn bộ Afghanistan và số tiền này đã bị đóng băng tại Hoa Kỳ. Và nay, thì chính quyền của Joe Biden đã ký xác lệnh chi đôi số tiền, phân nửa sẽ hỗ trợ cho việc cứu đói cho người dân Afghanistan và phân nửa còn lại là sẽ ký cho gia đình của thân nhân của những nạn nhân đã bị chết trong vụ khủng bố 911 cách đây là 21 năm. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Afghanistan và của Hoa Kỳ. Trong khi đó, Canada và Anh đang thảo luận về tình trạng cấm vận đối với Nga nếu như Nga xâm lấn Ukraine theo tường trình của đặc sứ của Anh tại Canada. Tin từ Ottawa cho biết đặc sứ của Anh tại Canada cho biết là hai quốc gia này đang hợp tác và có những cái chính sách cấm vận cứng rắn hơn nhắm vào Nga nếu như họ xâm lấn Ukraine. Susanna Kosko là một trong những nhân vật cao cấp của các anh tại Canada cho biết rằng là đã có nói chuyện với lại đối tác của bà ta về lệnh cấm vận mới đưa ra ngày thứ năm trong đó sẽ gia từng gia tăng tất cả khả năng nhắm vào các cá nhân có quan hệ gần gũi với ông tổng thống Vladimir Putin nếu như nga đưa quân đội của họ vượt qua biên giới của Ukraine chúng tôi sẽ sẵn sàng cho lệnh cấm vận à, Gosco đã cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn vào ngày thứ năm và đây là vấn đề hoàn toàn mới và những lệnh cấm vận này sẽ cho phép chúng tôi đặt tình trạng gọi là cấm vận gây gắt nhất trong giai đoạn này và chúng tôi đang làm việc để có một cái thỏa thuận và mở rộng với các đồng minh trong đó bao gồm luôn cả Canada và có Gosco cũng cho biết là bà ngoại trưởng của anh là bà Liz Truss cũng đã có cuộc nói chuyện với lại ông Sergei Lavrov ở tại Nga tuy nhiên đôi bên đã không phá vỡ được bế tắc mặc dù rằng À, thủ tướng của Anh là ông Boris Johnson đang bay tới Brussels và à, Ba Lan để thảo luận vấn đề này. Từ London, thì phía chính quyền và nghị quyền của Anh cho biết đà lệnh cấm vận này sẽ nhắm vào các giới chức chính trị của Nga và những giới chức được xem là quyền lực nhất đứng hậu thuẫn phía sau lưng của ông Putin. Chính quyền của Anh đã sẵn sàng cho những cái hành động cứng rắn nhất đối với Nga nếu như Nga xâm lấn Ukraine. Đây được xem là lời khẳng định của phía của Anh. Trong khi đó, thì Nga đang có hơn 100.000 quân đang trú đóng tại biên giới của Ukraine và theo tường trình của phía Hoa Kỳ, thời gian gần đây sẽ có cuộc tấn công. Cùng một lượt, phía Hoa Kỳ đã lên tiếng cảnh cáo và nói rằng Nga có sẽ sẽ lập tức xâm chiếm Ukraine và cảnh báo công dân Hoa Kỳ trong vòng 48 tiếng đồng hồ phải rời khỏi à, Ukraine. Cố vấn an ninh quốc gia của tòa bạch Ốc đã lên tiếng ngày thứ sáu và tất cả người dân tại Hoa Kỳ, tức là công dân Hoa Kỳ ở tại Ukraine cần phải rời khỏi quốc gia này trong vòng 48 tiếng và nói rằng việc mà nga chuẩn bị tấn công ukraine là rất là cao và sẽ ngay lập diễn ra ngay lập tức ông sullivan đã bác bỏ một cái bản báo cáo của đài truyền hình PPS cho rằng hoa kỳ tin rằng tổng thống nga vladimir putin đã quyết định cuộc xâm lớn Tuy nhiên, ông này lên tiếng và cho biết rằng là Nga có thể hành động bất cứ giờ phút nào, kể cả ngay trong giải Olympic hay là chờ, à, chấm dứt giải Olympic, họ cũng sẽ mở cuộc tấn công vào Ukraine. Hiện nay thì phía Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã ra lệnh cho 3.000 binh sĩ của Hoa Kỳ tới Ba Lan à, và trong những ngày sắp tới cũng sẽ tra khai triển thêm lực lượng của NATO ở khu vực này để đề phòng. Trong khi đó thì 1.700 binh sĩ cũng đã được lệnh tới Ba Lan, 300 người đã được khai triển tới Đức và 2.000 binh sĩ từ Đức sẽ được khai triển tới đã được khai triển tới Romania vào cuối tuần trước. À, việc mà khai triển này sẽ là tạm thời. Tuy nhiên chúng tôi sẵn sàng có thêm khoảng 80.000 binh sĩ sẵn sàng tại Âu châu nếu trường hợp cần có một cái lệnh à phải trú đóng ở đây lâu dài. Phía Hoa Kỳ đã bác bỏ cho việc là họ sẽ sử dụng cái à, mạng lưới quân sự để di tản khỏi Ukraine. Trong khi đó thì à, phía ông Jens Sullivan cho biết là mặc dù rằng ông Bác bỏ một cái bản báo cáo của đài truyền hình BBS trong đó nói rằng ông tổng thống Vladimir Putin đã quyết định là sẽ xâm lấn Ukraine, mặc dù bác bỏ tin này, tuy nhiên ông cũng đã đưa ra lời cảnh báo nói rằng là công dân Hoa Kỳ trong vòng 48 tiếng đồng hồ phải rời khỏi lãnh thổ của Ukraine và ở Kiev và Hoa Kỳ và ông Joe Biden cũng đã từng tuyên bố là ông sẽ không đưa quân đội tới hỗ trợ và giúp cho công dân Hoa Kỳ rời khỏi đây sau khi mà Nga xâm lấn Ukraine trong khi đó tiềm năng xâm lấn Ukraine được đánh giá rất cao trong một vài ngày nữa và trong vòng 48 tiếng đồng hồ có thể sẽ có cuộc tấn công trực tiếp từ nga vào Ukraine đây là lời cảnh báo khá cao từ phía Hoa Kỳ trong khi đó thì các à, nỗ lực ngoại giao của Âu Châu đã gần gần như là thất bại hoàn toàn à, phía Liên hiệp Âu Châu và phía của do Thái cũng đã ra lệnh cho tất cả gia đình của các viên chức ngoại giao là phải rời khỏi Ukraine và đe dọa rằng là sẽ có cuộc tấn công và họ sẽ bị cô lập ở ngay trong tòa đại sứ. Đây được xem là tình trạng báo động mới nhất của Ukraine và cho thấy trong vài ngày nữa có thể sẽ có cuộc xung đột chính thức bùng nổ ở tại biên giới của Nga và Ukraine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Nga và Ukraine cùng một lượt ông Biden và ông Putin có thể sẽ À, lại có cuộc nói chuyện kế tiếp sau khi mà phía Hoa Kỳ đưa ra lời cảnh báo rằng Nga sẽ xâm chiếm Ukraine. cố vấn an ninh tòa bạch ốc à, an ninh quốc gia là ông Jeff Sullivan trong ngày thứ sáu cho biết có thể ông Vladimir Putin và ông Joe Biden lại có thể nói chuyện thêm một lần nữa giữa lúc mà ông này cũng đã lên tiếng và nói rằng à, phía của Nga có thể đánh chiếm Ukraine ngay lập tức và sẽ có cuộc xâm chiếm Ukraine. Tôi luôn có thể nghĩ rằng là ông Tổng thống Joe Biden sẽ có cuộc nói chuyện với lại Tổng thống Nga qua điện thoại. Tuy nhiên tôi không có bất cứ một cái gì loan báo cho quý vị ngay bây giờ. Ông Sullivan đã nói với tất cả các thông tin viên trong cuộc họp báo chiều ngày hôm nay thứ sáu Và cùng một lượt thì phía Sullivan cho biết là Nga đã có đầy đủ lực lượng quân sự ở biên giới để mở một cuộc tấn công toàn diện vào lãnh thổ Ukraine. Và nó có thể xảy ra bất cứ giờ phút nào ngay trong lúc đang có giải Olympic và việc này giữa lúc mà ông Putin à, đã à, chưa lên tiếng, tuy nhiên thì một cái bản báo cáo của đài PBS lại lên tiếng cho rằng là ông Putin đã quyết định là sẽ đánh chiếm Ukraine. trong khi đó thì à, cuộc gặp gỡ giữa Emmanuel Macron và ông Putin được đánh giá là thất bại khi mà đầu tuần này ông Macron đã gặp gỡ với ông Putin. trong khi đó thì ông Sullivan nói với các thông tin viên ngày thứ sáu Hoa Kỳ vẫn không tin rằng là ông à, Putin sẽ à, mở rộng cái suy nghĩ của ông ta và đánh chiếm Ukraine. Tuy nhiên, lời cảnh báo của ông ta đưa ra và nói rằng là có thể xảy ra bất cứ giờ phút nào. Đây là được xem là những biến chuyển mới nhất liên quan tới tình hình ở Ukraine. Trong khi đó, Ukraine cũng không vừa, họ cũng đáp ứng lại cái sự đe dọa của Nga. Giữa lúc mà Nga đặt tập trận tại Belarus thì Ukraine cũng mở cuộc tập trận riêng của họ. Nga và Belarus đã bắt đầu tham gia cuộc tập trận ở gần biên giới của Ukraine trên lãnh thổ của Belarus và điều này có khả năng nghi ngờ cuộc tập trận là giả hình và tấn công Ukraine là thật sự. Trong khi đó thì phía Nga và Belarus thực hiện cuộc tập trận này bắt đầu từ ngày 10 tây và sẽ kéo dài trong vòng 10 ngày. Moscow cho biết là có 30.000 binh sĩ đã có mặt tại đây để tham gia cùng với lực lượng của Belarus trong cuộc tập trận này. Phía Nga dự tính là sẽ có một cái chiến dịch đặc biệt và đưa cả dàn S400 tức là dàn hỏa tiễn của họ cũng như là các chiến đấu cơ Su35 và kể cả những cái uh, loại chiến đấu cơ có khả năng mang theo đầu đạn hỏa tiễn để tham gia cuộc tập trận theo tường trình của Tổng Thư ký của Liên minh NATO là ông Jens Stoltenberg đã đưa ra. Trong khi đó, cùng một lượt trong ngày thứ năm thì Ukraine cũng đã đưa ra một cuộc tập trận à, và sẽ kéo dài cho tới ngày 20 tây tháng 2, tức là khi mà chấm dứt giải Olympic. Lực lượng của Ukraine đã khai triển cái lực lượng có tên là Enlo, uh, Anti-Tank Weapon, và là tức là cái loại à, những cái loại vũ khí chống tăng bao gồm luôn cả các cái hỏa tiễn vác vai gọi là Charlie Chavelin của Hoa Kỳ tài trợ để chống lại xe tăng cũng như các cái loại loại tròn đã được sử dụng trong cuộc tập trận này và cuộc tập trận này quy tụ khoảng 10.000 binh sĩ và diễn ra à, ngay là đang diễn ra ở tại Ukraine và lực lượng vũ trang của Ukraine đã sẵn sàng. Chúng tôi có khả năng và chúng tôi sẽ không đầu hàng và không mất đi một mảnh đất nào của Ukraine mà không có cuộc tranh đấu. Đó là tư lệnh của quân đội Ukraine có tên là Oleksan Shokie đã lên tiếng nói chuyện với đài truyền hình Sky News và cuộc tập trận của Ukraine được xem là thực hiện ở gần khu vực biên giới cũng gần khu vực mà của Nga tập trận ở bên kia Belarus. Phía Nga đã sẵn sàng và đã gửi thêm 6 chiếc tàu chiến của họ tới khu vực của Crimea và Moscow cho biết rằng là sẽ tham gia cuộc tập trận tại đây. Đây là khu vực mà Moscow đã chiếm từ năm 2014 và các chiến hạm này cũng sẽ tham gia cuộc tập trận hải quân ở trên vùng hắc hải. Ukraine đã chỉ trích và cho rằng phía của Nga đang chặn một phần các khu vực của của khu vực hắc hải, không cho họ di chuyển và việc ngăn chặn này rõ ràng là hành động ngăn chặn một cách vô lý. Phía Ukraine đã cho biết như trên. Đây được xem là một trong những cái biến chuyển mới nhất có thể dẫn tới một cuộc xung đột vũ trang khá mạnh mẽ ở tại khu vực Ukraine trong vài ngày tới và cả đôi bên đều tập trận và đều kéo dài cái thời gian tập trận à, phía Nga là trong vòng 10 ngày và phía của Ukraine là sẽ kéo dài cho tới ngày 20 tây tháng 2 đó là bản tin liên quan tới tình hình của Ukraine ngày hôm nay trong khi đó trở lại phần tin Hoa Kỳ một số những tổ chức tại Hoa Kỳ đang dự tính là sẽ có tổ chức những đàn convoy để tổ hỗ trợ cho các tài xế xe truck ở Canada. Một nhóm các nhà tổ chức tại Hoa Kỳ cho biết là họ đang tổ chức một đoàn convoy tức là một đoàn xe trucks tương tự như vậy trong cuối tuần này và đầu tháng tới để mà hỗ trợ cho cuộc biểu tình của các tài xế xe truck ở Canada chống lại tình trạng à, buộc chích chủng ngừa à, và có điều này có thể sẽ à, gây ảnh hưởng tới cái nguồn cung cấp của khu vực Bắc Mỹ. Tổ chức này gọi là Convoy to Save America cho biết trên trang website là sẽ có hai cái đoàn xe khác nhau và sẽ diễn ra vào cuối tuần này ở tại Peace Bridge uh, nằm ở biên giới của Canada và của Hoa Kỳ băng ngang qua Buffalo ở New York. Đồng thời một đoàn convoy thứ hai là sẽ rời thành phố New York vào ngày thứ Sáu và sẽ đi tới khu vực của Mount Juliet ở Tennessee theo tường trình cho biết và Penny được xem là một trong những nhà sáng lập của cái tổ chức này nói với hãng thông tấn Reuters rằng những đoàn convoy tức là những đoàn xe của họ sẽ nhắm và duyệt xét vào tất cả các xe mang mang tính chất là xe thể thao và các xe minivan sẽ chở đầy tất cả những cái uh, dụng cụ cung ứng gồm có nước, thực phẩm và các cái thẻ đổ xăng à, cũng như là các cái tấm mền dành cho các tài xế của Canada những người đang biểu tình ở bên kia biên giới và uh, trong cuối tuần này chúng tôi sẽ hỗ trợ cho những người canada bằng tất cả những vật dụng cần thiết đó là lời phát biểu của Fay, người đã rời khỏi nashville và cùng một lượt chúng tôi sẽ đến và hỗ trợ cho các tài xế chống lại cái lệnh mà phải là buộc chích chủng ngừa và đây được xem là một trong những cái hành động mới nhất của nhóm này và nhóm này nói rằng chúng ta muốn có một đất nước tự do hoàn toàn tại canada thì các tài xế xe truck đã bước qua tuần lễ thứ ba biểu tình và trong đó thì một số những cái cơ quan gây quỹ mà trên trang web thuộc nhóm cánh tả đã ngăn chặn việc gây quỹ cho những người dành cho tài xế xe rước và điều này đã dẫn tới nhiều tài xế xe rước tại Hoa Kỳ phải tổ chức một cuộc giao hàng tất cả những vật dụng cần thiết cho các tài xế xe rước ở Canada bao gồm nước, thực phẩm và kể cả những cái thẻ đổ xăng để họ có thể tiếp tục duy trì cuộc biểu tình chống lại tình trạng áp đặt buộc chích chủng người của họ đây được xem là một trong những cái biến chuyển mới nhất liên quan tới cuộc biểu tình của các tài xế xe truất ở tại canada trong khi đó joe biden đã thất bại sau khi một quan tòa đã bác bỏ việc mà ông ta đã cố tình nâng cấp cái con số về thiệt hại về môi trường khi mà cho phép các kỹ nghệ mà ông ta cho rằng là gây hại môi trường một chánh án của tòa án liên bang ngày thứ sáu đã ngăn chặn một cái à, dự tính của ông Biden trong đó là sẽ đưa ra cái à, bản đánh giá về thiệt hại môi trường bởi các công ty truyền thống mà trong đó ông Biden đang có dự tính sẽ giới hạn hoạt động của những công ty này quan tòa có tên là james scan ở tại tòa án ở louisiana đã đứng về phía của bộ trưởng tư pháp của tiểu bang thuộc đảng cộng hòa người nói rằng chính quyền của Biden đã cố tình nâng giá cao cái ước lượng về cái việc thiệt hại môi trường do cái chất carbon dioxide đưa ra và trong đó là sẽ khiến cho để tìm cách giảm đi các cái lợi nhuận của những tiểu bang mà có cái mức sản xuất về năng lượng trong đó tòa đã đưa ra một cái phán quyết cho biết rằng là chính quyền của châu Đinh đã không hội đủ yếu tố để đưa ra cái cái con số ước lượng này Họ đã nâng giá lên 51 mỹ kim cho một tấn carbon dioxide à, và sau khi mà chính quyền của tổng thống Trump trước đây đã giảm cái con số này xuống chỉ có 7 đô la cho một tấn carbon sheet. carbon tức là cái thiệt hại chỉ có 7 đô la thôi. Nay họ nâng con số này lên tới 51 đô la thiệt hại cho một tấn chất carbon. Đây được xem là một trong những cái trò thổi phòng con số của chính quyền Joe Biden nhằm thực hiện cái tiến trình được xem là bảo vệ khí hậu toàn cầu của ông ta và ngăn cản các kỹ nghệ truyền thống của Hoa Kỳ mà ông Joe Biden cho rằng đã vi phạm vào môi sinh rất là nhiều. Trong đó đặc biệt là kỹ nghệ về năng lượng là một trong những kỹ nghệ xương sống của Hoa Kỳ. Nhưng nay thì chính quyền cánh tả của Joe Biden đang tìm cách loại trừ tất cả các kỹ nghệ sản xuất về truyền thống mà họ cho rằng gây ô nhiễm môi trường và số tiền mà họ ước lượng 51 mỹ kim cho một tấn carbon được thải ra bên ngoài. Trong khi đó trước đây thì chính quyền của tổng thống Trump ước lượng rằng cái mức thiệt hại chỉ có ở mức 7 mỹ kim cho một tấn mà thôi. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và của Joe Biden ngày hôm nay. Và cũng trong ngày hôm nay, được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong là chính quyền của Jordan đã đưa ra một cái chiến lược Indo-Pacific ở tại khu vực Á Châu Thái Bình Dương vốn chờ đợi từ lâu và sẽ gia tăng sự hiện diện mạnh mẽ hơn tại khu vực Á Châu Thái Bình Dương, đặc biệt là ở khu vực biển Đông. Chính quyền của Jordan đã cho công bố một cái bản chiến lược Indo-Pacific vốn chờ đợi từ lâu vào ngày hôm nay thứ sáu, trong đó là sẽ thúc đẩy thêm các liên minh và sẽ có sự hiện diện mạnh mẽ hơn ở khu vực đông nam á đối phó với sự bành trướng của trung quốc đang có cái bước chân của họ quét qua khu vực này các viên chức hoa kỳ lên tiếng cho biết là trung quốc không phải là nằm trong cái uh, tập trung về ổn định an ninh khu vực của họ tuy nhiên rõ ràng trong bản uh, uh, chiến lược này hầu hết là sẽ liên kết với các đồng minh tại á châu và âu châu bao gồm luôn việc mà bảo vệ cho eo biển đài loan cũng như là thúc đẩy mạnh mẽ cái sự trao đổi mậu dịch kinh tế và hạ tầng cơ sở trong khu vực bao gồm luôn cả ấn độ và trong đó gần như các cái chính sách này đều đối phó với cái mạng lưới kinh tế và quân sự của trung quốc đang chi phối cả khu vực thông qua cái chương trình một vành đai một con đường một viên chức hoa kỳ nói rằng cái chiến lược này không phải là cái chiến lược dành riêng cho trung quốc tuy nhiên rõ ràng chúng ta đều xác nhận là trung quốc là một trong những thách thức ở khu vực đặc biệt là sự bành trướng của trung quốc trong tất cả các vấn đề từ kinh tế cho tới quân sự rõ ràng thái độ của họ đang là một cái sự lực cản cho việc tái lập trật tự tại đây đó là lời phát biểu của viên chức này đưa ra và trong cái bản chi tiết về cái kế hoạch chuyển trục này thì trong đó bao gồm luôn cả việc mà đối phó với tình trạng mà kinh tế mà Trung Quốc đang sử dụng loại kinh tế mềm tức là quyền lực mềm để đối phó với lại các quốc gia tại Đông Nam Á. Tuy nhiên thì bản uh, chiến lược này cũng đã phải nhắc lại cái cuộc uh, hỗn loạn ở Afghanistan và tình trạng mà lo ngại tới vấn đề nguyên tử của Iran cũng như việc mà nga xâm chiếm Ukraine sẽ là những vấn đề thách thức có thể khiến cho chính quyền Jordan thiếu tập trung vào trong cái uh, việc mà tập trung về khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Phía Hoa Kỳ cho biết họ hy vọng rằng các cái điều kiện mới này sẽ giúp cho các đồng minh và đối tác ở khu vực có thể đứng dậy mạnh mẽ hơn để đề phòng sự bành trướng của Cộng sản Trung Quốc. Mặc dù trong bản chiến lược này không nhắc tới Trung Quốc mà chỉ nhắc tới những quốc gia có tiềm năng đe dọa cái an ninh khu vực. Trong đó gồm 12 trang và trong cái đó được công bố sau một năm mà Joe Biden lên cầm quyền và trong đó là mở rộng tất cả các cái sự hợp tác thúc đẩy ở trong cái chiến lược quay chuyển trục về Á châu của Hoa Kỳ, trong đó gồm việc tăng cường sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại biển Đông và tại eo biển Đài Loan cũng như vùng biển Đông Bắc Á của Nhật Bản, tăng cường hợp tác mậu dịch với các quốc gia đối tác tại Đông Nam Á và các quốc gia ở Đông Bắc Á. Bên cạnh đó thì vẫn phải thúc đẩy cái tiến trình gọi là khí hậu toàn cầu và chống lại đại dịch vân vân. Đây được xem là một trong những cái nghị trình và chiến lược mà Joe Biden đã đưa ra để mà công bố về cái chiến lược Á châu Thái Bình Dương, một điều mà các viên chức của à, quân sự của nhiều quốc gia đối tác ở khu vực đang chờ đợi một cái chiến lược rõ ràng bởi vì kể từ khi ông Joe Biden lên nắm nắm quyền cho tới bây giờ thì cái chiến lược chuyển trục về Á châu của ông ta vẫn chưa được rõ ràng và chưa được minh bạch. Tuy nhiên thì chiến lược này cũng nhấn mạnh tới nhiều vấn đề và có thể làm loãng đi vấn đề khi nhét vào trong đó vấn đề khí hậu toàn cầu cũng như vấn đề chống đại dịch với lại các quốc gia tại Á Châu. Trong khi người ta chờ đợi nhất là cái chiến lược quân sự là sự hiện diện của Hoa Kỳ. Thì trong cái bản trong cái tập 12 trang tài liệu này thì nhấn mạnh đến việc mà Hoa Kỳ sẽ thường xuyên có mặt ở tại khu vực Á Châu Thái Bình Dương, đặc biệt là khu vực biển Đông và eo biển Đài Loan để kềm chế tất cả những cái quốc gia có cái lực lượng quân sự mạnh và uy hiếp những quốc gia láng giềng ở khu vực, không nhắc tới Trung Quốc nhưng họ đã nói cái ngôn ngữ này cho thấy là họ vẫn nhắm vào Trung Quốc nhiều hơn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Trung Quốc. Và trong cái phiên họp của nhóm bộ tứ kim cương, ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Anthony Blinken đã lên tiếng cáo buộc Bắc Kinh đang tìm cách thống trị thế giới ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Anthony Blinken trong chuyến viếng chuyến, uh, thăm đầu tiên tới Úc để nhóm uh, nhỏ họp với nhóm uh, bộ tứ kim cương tức là bộ uh, tứ đối thoại về an ninh của uh, an ninh quốc phòng ở khu vực Á Châu nói rằng Bắc Kinh đang tìm cách xây dựng một cái trật tự mới với cái chế độ độc tài toàn trị và để cho họ có khả năng thống trị thế giới đây là lời khẳng định của ông phát biểu uh, với một tờ báo tại Úc trong một cuộc phỏng vấn uh, đặc độc quyền ông plankan cho biết trong những năm gần đây thế giới đã nhìn thấy rõ cộng sản trung quốc đã có những cái ảnh hưởng trên thế giới và có những cái ảnh hưởng được xem là gây thao túng rất nhiều những cái nền chính trị của thế giới với suy nghĩ của tôi không có nghi ngờ gì là trung quốc đang có một cái việc cố gắng tìm cách đứng trong vai trò lãnh đạo về quân sự kinh tế và ngoại giao cũng như là các quyền lực chính trị không phải chỉ ở khu vực mà họ còn đang muốn thống trị cả thế giới đó là lời phát biểu của ông Anthony Blinken đưa ra và chúng ta đã nhìn thấy trong những năm gần đây những hành động của Trung Quốc đã chứng minh rõ ràng điều này ông đã chỉ ra và cho thấy điều quan trọng nhất là các quốc gia như là Úc và Hoa Kỳ cùng với những quốc gia đồng minh cần phải có những cái chiến lược cần thiết để ngăn chặn cái tham vọng này của Trung Quốc ông chỉ ra cho thấy là việc mà Bắc Kinh đã có cái à, cái hành động được xem là bức hại kinh tế đối với nước Úc là một hành động rất rõ ràng Cuộc phỏng vấn này đã được một đài truyền hình của Úc là đài ABC tức là Australian Broadcasting Corporation đã cho chiếu vào lúc 7 giờ 30 tối ngày hôm nay theo giờ địa phương. Và trong đó thì phía của các ngoại trưởng khác bao gồm cả Nhật Bản lẫn Úc và của Ấn Độ cũng đã lên tiếng cam kết rằng sẽ tắt chặt các mối quan hệ về quân sự nhằm đối phó với sự bành trướng ngày càng nguy hiểm của Trung Quốc ở khu vực Indo-Pacific đây được xem là cuộc họp đầu tiên của nhóm bộ tứ kim cương để mà thảo luận về cái chiến lược đối phó với sự bành trướng của Trung Quốc đó là bản tin liên quan tới tình hình của khu vực Á Châu Thái Bình Dương trong khi đó các nhà lập pháp cho biết là cả cái cơ quan tình báo và gián điệp của Trung Quốc đang tìm cách bịt miệng và không cho gây ra tranh cãi trong các trường đại học bản tin mới nhất cho biết là một ít nhất là một à, Nhân viên tình báo phản gián của Trung Quốc đã tìm cách bịt miệng trong cuộc tranh luận ở tại trường đại học Anh theo tường trình của một dân biểu của Anh mà thuộc đảng bảo thủ đã lên tiếng cảnh báo. Ông Tom Tugendhat được xem là chủ tịch của cái ủy ban đối ngoại nói với lại các thành viên trong hạ viện vào ngày 10 tây rằng là bộ an ninh mật vụ của cộng sản Trung Quốc gọi tắt là MSS đang quản trị cái ngành tình báo và đang làm việc để tìm cách ngăn cản cái quyền tự do trong các khuôn viên trường đại học tại Anh. Ông Tugendhat đã lên tiếng và nói rằng ông đã nói chuyện với rất nhiều sinh viên và trước khi mà ông xuất hiện ở trên cái sàn của hạ viện, ông nói rằng họ đã tranh luận và họ đã bị trường đại học bắt họ phải im lặng, không muốn họ tranh luận liên quan tới Trung Quốc. Họ nói rằng những người dân này sẽ không được nói ra và không được nói những cái gì mà họ biết là sự thật bởi vì họ sẽ đối diện với áp lực của uh, cơ quan mật vụ của trung quốc một trong những cánh tay của nhà cộng viên cộng sản trung quốc tìm cách dập tắt các cuộc tranh luận trên các trường đại học tại anh và trong đó ông cho biết rằng là cả chính uh, lực lượng an ninh của trung quốc đã tìm cách thao túng các hiệu trưởng trường đại học và các viên chức trong các trường đại học để tìm cách bịt miệng và không cho phép sinh viên được đề cập tới bất cứ một điều gì liên quan tới đảng cộng sản trung quốc đây là lời cảnh báo mạnh mẽ của một nhân vật được xem là đứng đầu của cái quỹ ban đặc trách về đối ngoại tại hạ viện của anh đã lên tiếng cảnh cáo và nói rằng tình trạng mà độc tài của trung quốc đã bắt đầu lan rộng sang tới tận trường đại học của nước anh đó là lời cảnh báo của ông đó là bản tin liên quan tới tình hình của anh và của trung quốc trong khi đó một nhà báo nhân dân người đã từng tường trình cái vụ bùng nổ dịch bệnh tại vũ hán và từng bị báo cáo là mất tích hai năm trước nay đã xuất hiện trong một trại giam ở Trung Quốc. Bản tin mới nhất từ ở Trung Quốc cho biết một trong những người gọi là nhà báo Nhân dân có tên gọi là Fan Bing, người đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt giữ trong hai năm qua mà không hề công bố cho cộng đồng thế giới biết. Và trong khi anh bị mất tích trong vài năm nay kể từ khi dịch bệnh bùng nổ và anh là một trong những người đã báo cáo đầu tiên về tình trạng dịch bệnh bùng nổ tại Vũ Hán. Tuy nhiên Giới chính quyền đã bác bỏ và không cho biết và không xác nhận anh đang ở chỗ nào Và nguồn tin mới nhất cho biết thì anh đã bị giam giữ chính thức Ở trong một cái trại giam ở tại tỉnh Giang Tây Và nằm trong cái trung tâm giam giữ ở Giang Tây Và đây là một điều chính xác Những tin mà chúng tôi nhận được từ các cái nhóm tài luyện tập Pháp Luân Công Ở tại đây đã xác nhận đã tiếp xúc được với gia đình của anh Phan và kể cả gặp được anh trong nhà tù nơi mà anh đã bị giam giữ cách đây 2 năm và trước đó sự mất tích của anh đã dấy lên một cái cuộc nghi ngờ của cộng đồng quốc tế là nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc đã bắt giữ anh. Tuy nhiên nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc đã bác bỏ và chối bỏ cho rằng họ không biết anh đang ở đâu. Nay thì gia đình của anh đã tìm được anh và anh đã bị giam giữ trong một cái nhà tù, một cái trại giam ở tại tỉnh Giang Tây và họ vẫn tiếp tục giữ anh tại đây. Đây được xem là một trong những cái phát hiện mới nhất và cho thấy nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc đã không hề có một cái thiện chí rõ ràng nào kể từ khi đại dịch bùng nổ và họ sẵn sàng dập tắt tất cả những cái tin tức nào liên quan tới đại dịch bùng nổ tại thành phố Vũ Hán và lan rộng lên khắp thế giới, cả triệu người đã bị thiệt mạng. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay. Và cuối cùng là bản tin liên quan tới tình hình của Thái Lan, đó là bản tin mà thủ tướng Thái Lan đang tìm cách trục xuất tất cả những thành viên của tổ chức ân xá quốc tế ra khỏi nước Thái. Bản tin mới nhất từ ở Thái Lan cho biết là phụ tá của ông Thủ tướng Thái cho biết là ông đang tìm cách để trục xuất cái nhóm hoạt động cho nhân quyền là nhóm Amnesty International, tức là nhóm ân xá quốc tế ra khỏi quốc gia này. Sau khi tổ chức ân xá quốc tế cáo buộc là ông ta đã sử dụng cái việc gọi là an ninh quốc gia để bảo vệ cho hoàng gia của Thái Lan, à, người này là phó bộ trưởng à, và đặt trách cái văn phòng của thủ tướng có tên là C. à, cho biết trong ngày thứ sáu là đã có một cái à, bản thỉnh nguyện thư và trong đó phản đối sự hiện diện của Amnesty International ở tại Thái Lan và trong đó đã quy động được 1, 1 2 triệu chữ ký và với lại yêu cầu là vấn đề an ninh quốc gia yêu cầu trục xuất toàn bộ nhân viên của tổ chức Amnesty International ra khỏi đất Thái Lan. Tổ chức này, cái cuộc vận động chữ ký này không biết từ bao giờ và từ đâu. Nhưng mà trong cái bản báo cáo mới nhất thì văn phòng thủ tướng đã nhận được 1.2 triệu chữ ký nói rằng là tổ chức này đang phá hủy an ninh quốc gia và ủng hộ cho những kẻ mà đang muốn lật đổ chế độ hoàng gia của Thái Lan. Đồng thời là có những báo cáo không chính xác và hỗ trợ cho những phong trào chống chính phủ, chống lại bản hiến pháp của hoàng gia theo tường trình của ông Saseko đã nói với hãng thông tấn Reuters và do đó thì họ yêu cầu là trục xuất tất cả các thành viên của tổ chức ân xá quốc tế ra khỏi lãnh thổ của Thái Lan đây là lần đầu tiên một tổ chức dân uh, tranh đấu cho nhân quyền và báo cáo về nhân quyền lớn nhất trên thế giới đã sẽ bị trục xuất ra khỏi thái lan và hành động này có thể sẽ khiến cho nhiều quốc gia khác cũng sẽ trục xuất tổ chức ân xá quốc tế đây là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới tình hình tại á châu thái bình dương và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin cập nhật tối ngày hôm nay phong sẽ gặp lại tất cả khán thính giả khắp nơi trong chương trình tán gẫu sáng thứ bảy đúng 7 giờ sáng giờ của California tức là 9 giờ sáng giờ của Houston Texas ngày hôm nay bởi vì có khách tới thăm nhà cho nên là Phong đã không thể làm like trực tiếp được cũng như không thể đọc comment của vị được cáo lỗi cùng tất cả các khán giả và mọi việc sẽ trở lại bình thường sau ngày hôm nay và Ngày mai thứ bảy vẫn là chương trình tán gẫu sáng thứ bảy. Xin quý vị nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các khán giả ở khắp nơi và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.